Bốn cửa ải cản bước Tô Lâm vươn tới chiếc ghế Tổng Bí thư tại Đại hội lần thứ 14 là gì? Chính trường Việt Nam đang dần ổn định trở lại sau một thời gian dài sóng gió chưa từng thấy. Chiến thắng của Chủ tịch nước Tô Lâm khi lội ngược dòng và thành công đưa một ủy viên Trung ương Đảng lên nắm ghế Bộ trưởng Bộ Công an là điều chưa từng có tiền lệ. Nhiều ý kiến nhận xét rằng hiện nay Tô Chủ tịch là người có quyền lực mạnh mẽ nhất trong Đảng và đã trở lại phong độ như thời kỳ vào tháng 3 năm 2024. Khi đó, Bộ trưởng Tô Lâm đã liên tiếp đánh gục ba nhân vật quyền lực hàng đầu của Đảng, là những người thân cận với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hiện nay có những đồn đoán cho rằng sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang rất xấu. Theo tin đồn, ông Trọng bị ung thư máu và đang nằm điều trị trong phòng cấp cứu của Bệnh viện Quân đội 108 do các bác sĩ Trung Quốc trực tiếp chăm sóc và điều trị. Tuy nhiên, trước đây từng nhiều lần xuất hiện những đồn đoán tương tự với sức khỏe của ông Trọng mà đa số là không chính xác. Đầu năm 2024 rộ lên đồn đoán rằng sức khỏe của Tổng Trọng rất xấu, thậm chí cho rằng ông đã tử vong. Nhưng bất ngờ vào ngày 15 tháng 1, ông xuất hiện tại Quốc hội với một thể trạng tương đối tốt và khá tươi tỉnh. Vào ngày 15 tháng 5, tiến sĩ Lance Story từ Viện Nghiên cứu Chính trị Đông Nam Á tiết lộ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang không có sức khỏe tốt và có lẽ không thể gặp ông Putin. Nhưng tại Hội nghị Trung ương 9 diễn ra từ ngày 16 đến 18 tháng 5, người ta vẫn thấy ông Trọng xuất hiện điều hành hội nghị quan trọng này. Trong bối cảnh còn tới hơn 18 tháng nữa sẽ diễn ra Đại hội Đảng lần thứ 14, một câu hỏi đặt ra là ai sẽ là người thay thế Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi ông Trọng không thể tiếp tục duy trì quyền lực. Trước đó ít lâu có rất nhiều dấu hiệu cho thấy ông Trọng vẫn nỗ lực cố gắng tạo ra tình thế để ngồi lại ghế Tổng Bí thư nhiệm kỳ thứ tư trong tư cách là người hùng cứu Đảng. Những xáo trộn vừa qua thượng tầng chính trị là chuyện chưa từng có trong lịch sử 94 năm của Đảng, hiện vẫn chưa có dấu hiệu sẽ chấm dứt. Theo giới quan sát, sau hội nghị Trung ương lần thứ 9, Bộ Chính trị hiện có 16 ủy viên, trong số này có hai ứng viên nổi bật nhất cho ghế Tổng Bí thư là Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính. Tuy nhiên cả hai ông đều sẽ quá tuổi theo quy định 65 vào tháng 1 năm 2026 nên sẽ cần được coi là trường hợp đặc biệt. Chủ tịch nước Tô Lâm được giới quan sát chính trị Việt Nam đánh giá cao khi cho rằng đang trên đường hướng tới ghế Tổng Bí thư sau khi ông Trọng nghỉ hưu. Theo tờ báo Nikkei Asia vào ngày 22 tháng 5, chuyên gia Patoba cho rằng việc ông Tô Lâm duy trì ảnh hưởng trong Bộ Công an sẽ là một trong những yếu tố then chốt quyết định liệu ông có thể trở thành Tổng Bí thư hay không. Tuy nhiên, giáo sư Thayen từ Học viện Quốc phòng Úc đánh giá ông Tô Lâm phải vượt qua được 5 cửa ải để đạt những mục tiêu cụ thể bao gồm. Thứ nhất, theo quy định, Tổng Bí thư đương nhiệm sẽ đề cử người kế nhiệm, trong khi đó, Trưởng tiểu ban nhân sự của Đại hội 14 do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đảm trách nên việc cân nhắc và phê chuẩn Tô Lâm làm ứng viên không hề dễ dàng. Thứ hai, Ban chấp hành Trung ương sẽ phải phê chuẩn theo đề xuất của tiểu ban nhân sự để đạt được đồng thuận với người kế nhiệm. Nhưng năm 2020, dù Tổng Trọng đã đề cử ông Trần Quốc Vượng, nhưng ông Vượng không nhận đủ số phiếu của Ban chấp hành Trung ương Đảng mà vẫn bị loại. Thứ ba, ông Tô Lâm phải nhận được đa số phiếu từ rất nhiều đại biểu tại đại hội lần thứ 14 để được bầu vào Ban chấp hành Trung ương mới. Đây cũng là một trở ngại. Thứ tư, Ban chấp hành Trung ương mới do ông Tô Lâm vào Bộ Chính trị để sau đó Bộ Chính trị sẽ vào Ban chấp hành Trung ương mới bầu làm Tổng Bí thư. Vẫn theo giáo sư Thayen, hành trình sẽ không hoàn toàn thuận lợi trong Tô Lâm vì ông không nhận đủ sự ủng hộ cao của giới lãnh đạo cấp cao và của Quốc hội. Với bằng chứng là trong cuộc bỏ phiếu đối với 44 chức danh Quốc hội bầu và phê chuẩn vào năm 2023, ông Tô Lâm có số phiếu tín nhiệm cao khá thấp và số phiếu tín nhiệm thấp cao nhất trong số 6 ủy viên Bộ Chính trị. Bên cạnh đó, ông Lâm bị đánh giá là một ứng viên gây chia rẽ trong Đảng. Đó là chưa kể đến việc gần đây nhiều tin đồn cho rằng quân đội đang gây sức ép để thanh tra tập đoàn Xuân Cầu Holding của em trai ông Tô Lâm do liên doanh với công ty Cityland, một sân sau của các tướng lĩnh quân đội. Tuy nhiên, với hệ thống chính trị độc quyền, khi hiến pháp, pháp luật và điều lệ Đảng không được những người cộng sản coi trọng thì vẫn luôn có những bất ngờ ngoài sức tưởng tượng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Bốn cửa ải cản tướng Tô Lâm bước tới chiếc ghế Tổng Bí thư tại Đại hội lần thứ 14 là gì? Vì sao Tô Đại phải đề phòng việc phe Nghệ Tĩnh sẽ nắm quyền lực trở lại? Ông Tô Lâm và phe cánh đã bất ngờ giành được chiến thắng trước Tổng Trọng với lực lượng hùng hậu của phe Nghệ Tĩnh trong việc đưa đàn em vào ghế tân Bộ trưởng Bộ Công an. Tuy nhiên, theo giới quan sát, việc đa số lãnh đạo Đảng quay sang ủng hộ Chủ tịch nước Tô Lâm không có nghĩa là vì ông Tô Lâm tốt hơn ông Tổng Trọng.
họ bỏ ông Trọng quay sang ủng hộ ông Tô Lâm vì quá chán ngán với một tổng bí thư già nua, yếu đuối và bảo thủ đã nắm quyền hơn 13 năm. Cho tới thời điểm này, phe Nghệ Tĩnh hầu như chưa có bất kỳ phản ứng gì trước việc các ủy viên Bộ Chính trị có nhiều nhiệm kỳ như Phan Đình Trạc, Trần Cẩm Tú, vốn là một trong những ứng viên sáng giá để trở thành tân Bộ trưởng Bộ Công an, lại bị đánh rớt. Thậm chí có ý kiến khẳng định chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú và Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà là hai nhân vật của phe Nghệ Tĩnh sắp tới đây sẽ bị ông Tô Lâm xử lý, tương tự như Võ Văn Thưởng và Vương Đình Huệ. Câu hỏi đặt ra là tại sao phe Nghệ Tĩnh nói chung hay phe Nghệ An và Hà Tĩnh nói riêng, sau khi kẻ cầm đầu là Vương Đình Huệ bị truất phế, lại nhanh chóng tan rã và dễ dàng giương cờ trắng trước phe Tô Lâm đến vậy. Trong khi số lượng ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, phe Nghệ Tĩnh vẫn áp đảo với 26 trên tổng số 200 ủy viên Trung ương. Trong đó Hà Tĩnh chiếm 12, Nghệ An chiếm 14, và số lượng ủy viên Bộ Chính trị, phe Nghệ Tĩnh có tận 4 người trên 16, thì Nghệ An có 3, Hà Tĩnh có 1. Ngược lại, phe Hưng Yên của Tô Lâm chỉ có 5 ủy viên Trung ương và 1 ủy viên Bộ Chính trị. Vì vậy, sự thất thế của phe Nghệ Tĩnh là điều hết sức khó hiểu. Đó là chưa kể tới tiềm lực tài chính của phe Nghệ Tĩnh được đánh giá là vô biên, với lý do phe Nghệ Tĩnh trong một thời gian rất dài đã nắm giữ các chức vụ bộ trưởng thuộc các lĩnh vực tài chính, kiểm toán, kế hoạch, đầu tư, khoa học, công nghệ, môi trường. Đây là những mỏ tiền bạc vô tận. Theo giới phân tích, nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay còn có hai thế lực chính trị khác đáng chú ý, đó là phe Thanh Hóa của Thủ tướng Phạm Minh Chính và phe quân đội của Đại tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang. Thủ tướng Phạm Minh Chính được đánh giá là một con người hết sức khôn ngoan, theo cách gọi gió chiều nào theo chiều đó. Trước đây, Tổng Trọng và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã hợp tác sử dụng vụ án Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế IC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn để tiêu diệt ông Chính, nhưng bất thành. Dù nay hợp tác, nhưng nếu có cơ hội thì ông Chính cũng sẽ thẳng tay triệt hạ, chứ không tha cho Tô Lâm. Còn thế lực của Bộ trưởng Phan Văn Giang cho đến lúc này tuy tạm nghiêng về phía Tô Lâm, nhưng đây cũng chỉ là mối quan hệ mang tính chiến thuật tạm thời. Phe tướng lĩnh quân đội có đặc thù là luôn coi trọng hơn công an trong vấn đề đảm bảo an ninh và chủ quyền Tổ quốc. Bộ Quốc phòng có một hệ thống tư pháp tách biệt với cơ quan điều tra hình sự, tòa án, viện kiểm sát riêng mà thế lực của Chủ tịch nước Tô Lâm khó có thể can thiệp. Đó là chưa kể tới hồ sơ vụ án tập đoàn Xuân Cầu Holding của gia đình Tô Lâm vẫn để sẵn trên bàn làm việc của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang. Những điều này chứng minh cho thấy phe Nghệ Tĩnh, thế lực chính trị lớn mạnh nhất ở Việt Nam hiện nay, chỉ tạm thời bó tay trong một thời gian ngắn, chứ chưa phải là chịu thúc thủ. Có khả năng cao phe Nghệ Tĩnh sẽ tìm mọi cách để xây dựng một liên minh mới để mà phục thù và tái lập quyền lực. Dưới thời ông Tổng Bí thư Lê Duẩn, sau năm 1975, Phó Chủ tịch Quốc hội Hoàng Văn Hoan đã bị phe cánh của ông Lê Duẩn truy sát với bản án tử hình, buộc ông này phải bỏ trốn tị nạn ở Bắc Kinh. Nhưng cũng chính con trai của ông Hoàng Văn Hoan là ông Hoàng Nhật Tân là người kết nối cho Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và ban lãnh đạo Việt Nam bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc. Hội nghị Thành Đô vào năm 1990 là một mốc lịch sử đưa Việt Nam trở về thời kỳ Bắc thuộc mới. Từ đó các thế lực thân Trung Quốc luôn giữ vai trò kiểm soát quyền lực trên chính trường Việt Nam. Không chỉ với truyền thống quê hương cách mạng, người Nghệ An, Hà Tĩnh có vốn sức chịu đựng, ham học hỏi và trí thông minh với nhiều túi khôn. Theo giới quan sát, với nguyên lý không có đồng minh vĩnh viễn hay kẻ thù vĩnh viễn, mà chỉ có lợi ích là vĩnh viễn, sẽ khẳng định cho nhận định về khả năng phục hồi quyền lực của phe Nghệ Tĩnh. Việc phe Nghệ Tĩnh sẽ bắt tay với phe Thanh Hóa của Thủ tướng Phạm Minh Chính hay phe quân đội để hình thành một liên minh mới chống Tô Lâm là điều có khả năng rất cao. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo .de với bản tin Vì sao Tô Lâm phải đề phòng việc phe Nghệ Tĩnh sẽ nắm quyền lực trở lại. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.